Australia sẽ cấm sử dụng thuốc lá điện tử loại dùng một lần, dừng nhập khẩu loại không cây đơn và hạn chế hàm lượng nicotine trong thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử giờ chỉ được bán trong các nhà thuốc với bao bì dạng dược phẩm. Theo chính phủ Australia, các công ty thuốc lá đang dùng thuốc lá điện tử để gây nghiện cho thế hệ trẻ bằng việc cố tình tiếp thị sản phẩm nhằm vào thiếu niên. Chính phủ Australia cũng cho hay trong thuốc lá điện tử có hơn 200 loại hóa chất. Những người hút thuốc lá điện tử trẻ tuổi có xác suất chuyển sang hút thuốc thật gấp 3 lần người khác. Thuốc lá điện tử từng chỉ được bán cho các chính phủ và các cộng đồng trên thế giới như là một sản phẩm điều trị cho những người hút thuốc lâu năm, cai thuốc lá. Nó không được bán như một sản phẩm giải trí và đặc biệt là không phải dành cho trẻ em. Nhưng nay thì nó đã trở thành như vậy. Người dân Australia nhìn chung ủng hộ lệnh cấm của chính phủ. Tôi nghĩ cấm là đúng. Tôi có nhiều bạn hút thuốc lá điện tử lắm. Tôi không nghĩ là tốt cho sức khỏe. Tôi thấy nhiều người bị các vấn đề về phổi vì hút thuốc lá điện tử quá nhiều. Tôi biết một số người hút thuốc lá điện tử thường xuyên và bị nghiện một chút. Họ thật sự cứ muốn hút thêm mãi. Có những người bạn của tôi thì muốn bỏ thuốc lá điện tử mà không được. Nhiều bạn tôi hút thuốc lá điện tử trước đây không hút thuốc lá thật, nên tôi thấy là nhiều người hút luôn thuốc lá điện tử, chứ có phải là dùng nó để thay thế thuốc lá đâu. Kể từ tháng 9 năm nay, Australia cũng sẽ tăng thuế áp lên thuốc lá thêm 5%. Nước này là một trong những nước có luật chống thuốc lá quyết liệt nhất thế giới. Năm 2012, Australia đã là nước đầu tiên yêu cầu các nhà sản xuất thuốc lá chấm dứt sử dụng bao bì thiết kế riêng, đẹp đẽ, mà phải đồng loạt dùng một loại bao bì thiết kế không bắt mắt.